đĩa thử khí EDI. Model này là dòng ECD 270, vành đĩa màu đen. Hàng này là hàng của Mỹ nhé, 100% nhập Mỹ, đầy đủ giấy tờ. Hàng đây là biểu tượng của EDI, SSI, SSI. Đường kính đĩa là 9 inch. Vật liệu màng là EPDM bằng cao su màu đen. Cổng kết nối này là 3/4. Giải lưu lượng của nó là mắc là được 12 nhé. Nhưng mà anh em chọn đĩa thì nên gọi là chỉ nên sử dụng và là sử dụng đĩa chạy là chỉ tầm khoảng 5 đến 6 mét khối trên một giờ thôi. Còn cái này là mắc của nó là được 12 mét khối trên giờ. Nếu mà chạy mắc thường xuyên thì nó sẽ bị rách cái màng đĩa này này. Đấy, sơ cứng rách cái màng đĩa này thì gọi là nó không tốt cho hệ thống. Đấy, giải lưu lượng thiết kế là từ 2 đến 2,5 5 mét khối giờ. Hàng này thì gọi là độ bền rất cao. Trên thị trường thì hiện có rất nhiều, ví dụ như hàng Longtech, hàng RSD của Hegel, xuất xứ Taiwan, hàng Trung Quốc, hàng Rehau của Đức, hàng Jaeger của Đức, SSI của Mỹ. Thì hiện phân khúc này thì dòng SSI, dòng ECD 270 này thì giá thành nó phù hợp nhất với anh em, nó rơi vào tầm khoảng 245.000 một cái. Thì anh em có thể gọi là dùng dòng này vừa ổn định, vừa gọi là ổn định về giá và chất lượng cũng đảm bảo. Các thông tin đặt hàng của hành thì anh em cần thì liên hệ giúp nhé. Số điện thoại ông Ngãi là 0988345283 nhé. Anh em cần tư vấn thêm và liên hệ giúp Ngãi để tính giúp máy thủy khí và linh tinh các thứ. Cảm ơn anh em.